Hi, xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Và ngày hôm nay thì là ngày thứ bảy, các cô chú anh chị và bạn. Và Quyền sẽ cập nhật giá của dòng điện thoại Oppo tại Thế Động Điện Máy Xanh cho các cô chú anh chị và bạn mình xem, tham khảo về mức giá và cũng như là chương trình khuyến mãi hiện tại cuối tuần và cũng như là chương trình khuyến mãi mùa Noel năm nay. Và cũng như là Quyền cũng có thành lập một cái kênh cập nhật giá về dòng điện thoại của điện máy, thì Quyền sẽ để trên đây các cô chú anh chị và bạn mình qua đăng ký ủng hộ Quyền với nha. Kênh này thì cập nhật giá điện máy như là tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh, những chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhất và chương trình giảm giá hiện tại. Rồi, xin mời các cô chú anh chị và các bạn hãy cùng Quyền cùng nhau cập nhật giá dòng điện thoại Oppo tại Thế Động và Điện Máy Xanh. Sản phẩm đầu tiên và mức giá rẻ của dòng điện thoại Oppo đó là Oppo A17K với mức giá hiện tại là 3.290.000, và hôm nay thì chúng ta sẽ được giảm 200.000 đồng, chỉ còn 3.090.000 thôi các bạn, tại Thế Động Điện Máy Xanh. Và đây là một trong những dòng điện thoại có một cái thiết kế mới của Oppo. Các bạn thấy không, các cạnh chúng ta sẽ được quét phẳng thế này, góc thì được bo mềm mại, rất đẹp, rất là sang trọng. Được thiết kế nhựa nguyên khối nha, và chúng ta sẽ mặc lưng nhám hạn chế bóng bằng tay bè chạy xước, cũng như nổi bật với cụm camera với độ phân giải camera là 8 megapixel. Màn hình của máy thì chúng ta sẽ có màn hình là 6.56 inch, độ phân giải là HD cộng, và sử dụng con chip là Helio G35 8 nhân, RAM thì 3GB, bộ nhớ 64GB, camera selfie dạng hình giọt nước với độ phân giải là 5 megapixel các bạn nha. Bên trái thì chúng ta sẽ có chỗ để khay sim, phía dưới cùng chúng ta sẽ có jack 3.5, mic thoại, sạc và loa. Bên phải thì chúng ta sẽ có nút nguồn kết hợp mở khóa vân tay ở đây luôn nha. Phía trên là tăng giảm âm lượng, phía trên cùng thì sẽ không có phím bấm nào cả. Nhìn máy rất là đẹp các bạn nha. Đây là một trong những dòng điện thoại với mức giá rẻ của Oppo A17K với mức giá hiện tại là 3.290, giảm 200, còn 3.090.000 tại Thế Động Điện Máy Xanh. Và đây là dòng điện thoại Oppo A17, là một trong những bản nâng cấp của Oppo A17K các bạn. Với mức giá hiện tại là 3.990.000, và chúng ta sẽ được hỗ trợ góp 500.000 tại Thế Động Điện Máy Xanh. Với mức giá này thì chúng ta sẽ có một cấu hình như sau. Máy sẽ được thiết kế nhựa nguyên khối, mặt lưng nhám, hạn chế bóng bằng tay bài chạy xước, nổi bật với 2 cam phía sau rất là xịn sò như thế này, với độ phân giải camera chính là 50, camera phụ là 0.3 megapixel, và đèn led nằm bên trong, rất là tuyệt vời. Bên phải thì chúng ta sẽ có nút nguồn kết hợp một khóa vân tay, phía trên là tăng giảm âm lượng của bạn nha. Phía trên cùng sẽ không có phím bấm nào cả. Phía dưới chúng ta sẽ có mic thoại, sạc và lo jack 3.5. Bên trái thì chúng ta sẽ chỗ để khay sim, tuyệt vời. Mặt lưng nhám nha. Màn hình của máy là màn hình là 6.56 inch, độ phân giải HD cộng, thì máy sẽ trang bị con chip Helio G35 8 nhân, RAM thì chúng ta sẽ có là 4GB, bộ nhớ trong là 64GB, camera selfie dạng hình giọt nước với độ phân giải là 50 megapixel, pin 5000 và sạc nhanh là 10W. Và đây là Oppo A17 với mức giá hiện tại là 3.990.000 và có hỗ trợ góp 500.000 tại Thế Động Điện Máy Xanh. Nếu các bạn nào đang quan tâm dòng sản phẩm của Oppo, hãy đến ngay Điện Máy Xanh Cầu Kè ha các bạn nha, để chúng ta trên tay trải nghiệm dòng sản phẩm của Oppo. Còn các bạn ở khu vực khác thì có thể đến ngay Thế Động Điện Máy Xanh gần nhất ở khu vực các bạn để bên tay thấy trên tay các bạn nha. Và đây là dòng điện thoại Oppo A76 và bên đây là A77s các bạn nha. Oppo A76 với mức giá hiện tại là 5.990.000 và chúng ta sẽ được giảm là 500.000 đồng, chỉ còn ở 5.490.000 thôi các bạn, và có hỗ trợ góp 500.000 cho chúng ta. Máy xe thiết kế nhựa nguyên khối, mặt lưng nhám, hạn chế bóng bằng tay như thế này, và đồng bộ với cụm camera với độ phân giải camera chính 13, camera phụ là 2 megapixel, đèn led đây rất đẹp các bạn nha. Ai yêu thích màu đen thì đây là một trong những màu sắc mà không thể nào bỏ qua được rồi. Về màn hình thì chúng ta sẽ một màn hình là 6.56 inch với độ phân giải là HD cộng, và sử dụng con chip Snapdragon 6808 nhân của Mỹ các bạn nha. RAM thì 6GB và bộ nhớ trong là 128GB. Camera selfie là dạng đục lỗ nằm trong màn hình thế này với độ phân giải là 8 megapixel, pin 5000, và dĩ nhiên là dòng này sẽ có sạc nhanh là 33W rồi, sẽ giúp rút ngắn được cái thời gian mà chúng ta sạc pin và tăng cái thời gian để trải nghiệm sản phẩm lên. Về bên trái thì chúng ta sẽ có chỗ để khay sim các bạn, ở đây. Phía dưới là tăng giảm lượng nha. Dưới cùng chúng ta sẽ có mic thoại, sạc và loa jack 3.5. Bên phải thì chúng ta sẽ có nút nguồn, và nút nguồn này sẽ kết hợp với một khóa vân tay,
Phía trên cùng chúng ta sẽ có thêm một cái mic để mà hỗ trợ thu âm khi chat video call hoặc quay video. Đây là Oppo A76, mức giá hiện tại 5.990.000, giảm 500.000 đồng, chỉ còn có 5.490.000 thôi, và có hỗ trợ góp không cho lãi suất tại thế nào đồng điện máy xanh các bạn nha. Và kế bên sẽ là dòng điện thoại Oppo A77s, cũng có thể nói là đây là bản nâng cấp các bạn nha. Đây là một trong những dòng điện thoại có một thiết kế rất là đẹp các bạn. Các cạnh thì được vắt phẳng như thế này, tạo chúng ta một cảm giác rất là sang trọng. Góc thì được bo ha, mềm mại, nhưng mà chúng ta cầm nắm rất là êm tai. Mà lưng là một đặc lưng nhám, hạn chế bóng vân tay và chạy xước. Nhưng mà các bạn nhìn nè, rất là sang nha. Nó bóp với cụm camera. Cái cụm camera này thì nó sẽ na ná với dòng điện thoại của Galaxy 8 các bạn ha. Như hơi cổ cổ điển vậy đó, na ná. Bắt đầu phần dạng camera chính là 50 pixel, camera phụ là 2 pixel. Mặt lưng khá là đẹp. Cạnh trái thì chúng ta sẽ có tăng giảm lượng chỗ để cây sim các bạn nha. Phía trên cùng thì chúng ta sẽ không phím bấm nào cả. Bên phải thì chúng ta sẽ có nút nguồn kết hợp bỏ phá nhìn tay. Dưới cùng chúng ta sẽ jack 3.5 mic thoại sạc và loa. Về màn hình thì chúng ta sẽ có một màn hình là 6.56 inch, độ phân giải là HD cộng và sử dụng con chip của Mỹ nha. Snapdragon 6808 nhân. RAM thì chúng ta sẽ có 8GB, bộ nhớ trong 128. Đấy, rất là đẹp. Về pin thì chúng ta sẽ pin pin là 5000 mAh trên giờ các bạn nha. Và sạc nhanh là 33W. Tuyệt vời. Camera selfie thì dạng hình giọt nước 8 chấm. Đáp ứng đủ nhu cầu chúng ta quay chụp từ camera selfie. Máy rất đẹp. Các bạn nào đang quan tâm đến dòng sản phẩm của Oppo thì đến ngay điện máy xanh Coke hoặc đến ngay thế động điện máy xanh gần nhất ở khu vực các bạn nha, để bên này trên tay trải nghiệm dòng sản phẩm này. Quá là tuyệt vời. Và đây là dòng điện thoại Oppo A96 các bạn, giá là 6.990 và giảm 500.000 đồng, chỉ còn 6.490.000, và có hỗ trợ góp không dòng lãi suất tại thế giao động và điện máy xanh. Về cấu hình của máy thì chúng ta sẽ có một cấu hình nè, rất đẹp, chung là rất đẹp. Máy thiết kế nguyên khối nha. Mặt lưng này chúng ta sẽ có một cái mặt lưng nhám, hạn chế bóng vân tay, và nó bọc với cụm camera rất là liền mạch như thế này. Bắt đầu phần giải của camera chính là 50, camera phụ là 2 pixel. Đó, đèn led cái bên các bạn nha. Phần hình vô sau mặt lưng. Về thiết kế thì chúng ta sẽ có bên phải là nút nguồn đây, nút nguồn ở đây các bạn. Đó. Phía dưới cùng chúng ta sẽ có jack 3.5 mic thoại sạc và loa. Bên phải thì chúng ta sẽ có tăng giảm lượng, và phía trên là chỗ để cái sim. Phía trên cùng chúng ta sẽ được một cái mic có hỗ trợ thu âm khi chat video call hoặc quay video. Về màn hình của máy thì chúng ta sẽ có một màn hình là 6.59 inch các bạn nha, full HD plus các bạn nha. Màn hình rất là nét, rất là sắc nét luôn, rất là đẹp. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ được trang bị con chip của Mỹ nha, Snapdragon 6808 nhân. RAM thì chúng ta sẽ có là 8GB, bộ nhớ 128. Camera selfie là dạng đục lỗ nằm ở trong màn hình thế này, với độ phân giải là 16 pixel. Pin thì 5000, sạc nhanh là 33W ha. Camera selfie là 16 pixel thì chụp nét căng rồi. Máy rất là mượt các bạn nha, chip Mỹ mà. Cầm rất là ôm tay nha, rất là nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Dù máy trang bị một viên pin là 5000, sạc nhanh 33W, tuyệt vời quá đi. Với mức giá hiện tại là 6990, giảm 500, còn 6490, và có hỗ trợ góp không cho lãi suất tại thế giao động điện máy xanh các bạn nha. Đến ngay điện máy xanh Coke để chúng ta thì trên tay trải nghiệm dòng sản phẩm này. Và đây là Oppo Galaxy 8 các bạn. Đây là Galaxy 8 4G và cái máy quyền đang cầm trên tay nên là màu đen, rất là đẹp các bạn nha. Nổi bật với dòng điện thoại của Oppo Galaxy 8 thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế nguyên khối, các cạnh vắt phẳng như thế này, rất là đẹp, rất là sang trọng. Bên phải thì chúng ta sẽ có nút nguồn, phía trên thì chúng ta sẽ có mic hỗ trợ thu âm, chat video call hoặc quay video. Bên trái thì chúng ta sẽ có chỗ để cái sim, và phía dưới là tăng giảm lượng. Cuối cùng chúng ta sẽ được trang bị jack 3.5 mic thoại sạc và loa nha. Với một cái máy cầm cảm giác rất là nhỏ gọn vừa tay, như là chúng ta muốn cầm cái màn hình các bạn. Màn hình là 6.4 inch với độ phân giải là full HD plus. Máy sẽ trang bị con chip của Mỹ Snapdragon 6808 nhân. RAM thì chúng ta sẽ có 8GB, bộ nhớ trong là 256GB ha. Thao hồ và lưu trữ dữ liệu tải game chơi trò chơi thỏa thích trên dòng điện thoại Oppo Galaxy 8 này. Về camera selfie là dạng đục lỗ nằm trong màn hình như thế này, với độ phân giải lên đến là 32 pixel, hứa hẹn sẽ cho chúng ta những bức ảnh và video chân thực nhất có thể từ camera selfie. Pin thì chúng ta sẽ có một viên pin là 4500 mAh trên giờ, và cái hỗ trợ sạc nhanh là 33W các bạn.
với mức giá hiện tại 8.990.000 và có hỗ trợ góp phần cho lãi suất tại Theo Động Điện Máy Xanh. Đây là một trong những dòng điện thoại đẹp tại Điện Máy Xanh, đến từ thương hiệu Oppo. Các bạn ở Điện Máy Xanh cầu kè để mà chúng ta để trên tay trải nghiệm dòng sản phẩm này các bạn nha. Ở khu vực khác thì chúng ta thể đến ngay Theo Động Điện Máy Xanh để chúng ta gần á, để mà chúng ta thể trải nghiệm cho nó ok ha, trực quan nó phê hơn. Và đây là dòng điện thoại Oppo Reno 8Z 5G. Và đây là một trong những màu sắc có thể nói là rất là đẹp. Mặt lưng nhám hạn chế bóng mà ta về chạy xước, nổi bật với cụm camera phía sau. Các bạn không thấy hai camera hầm hố một cam lần ở dưới đây. Camera chính là 64 ha, hai cam phụ là 2 megapixel, đèn LED đây. Thiết kế thì nhựa nguyên khối, nhựa các bạn. Cảm giác nhựa. Nhựa kim loại. Bên trái thì chúng ta sẽ có chỗ đây cái sim nè, đây giảm lượng ha. Dưới cùng chúng ta sẽ có jack 3.5 mic thoại sạc và loa. Bên phải thì chúng ta sẽ nút nguồn. Phía trên có thêm một cái mic để hỗ trợ thu âm khi chat video hoặc quay video. Màn hình thì chúng ta sẽ màn hình 6.43 inch, cũng không quá lớn, các bạn sử dụng một tay rất thoải mái như quyền đây. Đó, một tay một rất tuyệt vời. Chip thì Snapdragon 695 5G, vì con chip này là hỗ trợ chúng ta là mạng 5G luôn nha. RAM thì 8GB, bộ nhớ trong là 256 ha. Ok. Chơi game vô tư. Lưu game vô tư. Về camera thì chúng ta sẽ có camera selfie dạng đục lõm là trong màn hình 16 megapixel. Pin 4.5 các bạn. Sạc 33W. Máy thiết kế là bao đẹp nè. Rồi, các bạn nào đang quan tâm dòng sản phẩm Oppo Reno 8Z 5G thì hãy đến ngay Điện Máy Xanh Cầu Kè với một mức giá cực kỳ ưu đãi như sau: 10.490.000 và chúng ta sẽ được giảm trực tiếp 1.000.000 đồng, chỉ còn có 9.490.000 và có hỗ trợ góp phần cho lãi suất tại Theo Động Điện Máy Xanh. Đối với dòng điện thoại Oppo giá rẻ vẫn còn nhiều mẫu nha các bạn nha. Đó là Oppo A16K nè, 3290 giảm còn 2990, A16K ha. A16 là mức giá hiện tại là 3990, giảm còn 3490. Còn nếu bạn mua giá rẻ online thì còn 3390 ha. Oppo A15s vẫn còn nha, 4290 còn 3490. Rồi một số dòng điện thoại như là Oppo A54 4490, Oppo A55 cũng 4490 luôn. Hai dòng này thì có mức giá ngang nhau. 57 thì quyền nãy quyền báo rồi ha, 4490 luôn. Rồi đây Oppo A95 có rất nhiều bạn hỏi nha. Oppo A95 hiện tại là 6490 giảm còn 5990 các bạn nha. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có một số mẫu khác nữa, đó là Reno 7 8990 các bạn nha. Reno 7 ha, đây là 7Z. Reno 6 12.990.000. Đây, chùm cuối. Oppo Pin X5 Pro 5G 29.990.000, giá gốc là 32.990 các bạn nha. 8 Gen 1 RAM 12GB, bộ nhớ 256. Rồi, về Reno 8 Pro thì chúng ta sẽ có nè, giá là 18.90 giảm còn 17.90. Rồi Reno 8 thì chúng ta sẽ có mức giá là 8590 các bạn nha. Reno 8 5G thì quyền nãy quyền chưa báo cái dòng này là 13.990.000, còn các bạn mua giá rẻ online 13.190.000. Vậy là quyền vừa cập nhật xong cho các bạn xem tham khảo về mức giá với dòng điện thoại Oppo tại Theo Động Điện Máy Xanh trong dịp cuối tuần này và cũng như là dịp Noel sắp tới. Thì rất mong video này sẽ mang lại ích cho các cô chú anh chị và các bạn mình. Rồi có mua hàng hay gì thì cứ inbox trực tiếp cho Quyền, hay cần Quyền review chi tiết dòng sản phẩm nào á thì cứ comment dưới video này nha. Hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn trong các video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.